Cách ôn thi Trung học phổ thông quốc gia đỗ trường top. Năm ngoái thì chị mình đã đạt 28,75 và đủ điểm đỗ thẳng vào 4 trường top. Chị mình chỉ ôn vỏn vẹn trong có 4 tháng và đây là cách mà chị đã áp dụng. Giai đoạn 1 thì sẽ dành tháng đầu tiên để tổng ôn lại toàn bộ kiến thức. Mục tiêu của giai đoạn này là chúng mình phải làm được các bài tập dễ để đạt được 20-30% điểm số. Đây là thời điểm bắt đầu học kỳ 2 và cũng là thời điểm vàng để các bạn ôn tập lại toàn bộ kiến thức cũ. Giai đoạn 2 hãy dành 1 tháng để ôn luyện toàn diện. Mục tiêu là đạt 40-50% điểm số. Giai đoạn 3 cũng là tháng thứ 3 thì các bạn hãy tập trung cày đề. Mục tiêu là làm nhiều, biết nhiều để thông thuộc tất cả các dạng đề trong đề chuẩn. Và nhớ là hãy đặt áp lực thời gian như khi thi thật nhé. Giai đoạn 4, một tháng cuối cùng. Giai đoạn này hãy dành thời gian để cân bằng giữa ôn thi và nghỉ ngơi nhé. Nhớ là hệ thống lại kiến thức chứ đừng ôn tủ. Tốt nhất là các bạn hãy có một khóa ôn luyện mà các thầy cô định hướng rõ ràng. Nếu bạn nào mà kinh phí hạn hẹp thì có thể giống mình đăng ký ở đây, vừa rẻ vừa tiết kiệm. Không những thầy cô siêu có tâm mà còn được tặng thêm một bộ sách khi đăng ký nữa. Bài học xương máu từ các anh chị khóa trước và lộ trình ôn thi 3 tháng cuối cho 2K4 nhé. Chỉ còn 3 tháng nữa để các bạn ôn thi thôi. Nếu mà các bạn thực sự muốn bước chân vào cánh cổng trường đại học mơ ước ý, thì phải ghi nhớ 3 điều sau nhé. Điều đầu tiên là dừng ngay việc chơi nốt hôm nay. Thi xong vừa chơi cũng được, chỉ sợ đến lúc đấy các bạn không còn muốn chơi nữa thôi. Số 2 là đừng tải quá nhiều tài liệu về, sẽ dễ gây cảm giác an toàn ảo. Số 3, tránh xa những người bạn lười biếng, hãy nhớ là gần mực thì đen nhé. Thứ 4 là ngưng học tủ, chúng thì sẽ tiết kiệm được một chút thời gian, nhưng mà các bạn sẽ luôn trong cảm giác là thấp thỏm lo lắng. Những tháng cuối này thì việc ôn thi phải thực sự hiệu quả. Nếu các bạn muốn 28 cộng thì có thể tham khảo thử lộ trình này của mình nhé. Với môn văn thì đầu tiên sử dụng mọi thủ đoạn để gây thiện cảm với người chấm, xuống dòng phóng khoáng, tách ý nhỏ thành từng đoạn để khi đọc không bị sót, trình bày sạch và viết chữ dễ nhìn. Hai là đừng học thuộc tất cả, điều đó gần như không thể. Và số 3 là nghị luận xã hội hay văn học cũng phải so sánh và liên hệ thì điểm mới cao được. Với tiếng Anh thì hãy học từ 10 vào buổi sáng và làm bài tập và luyện đề vào buổi tối. Chắc chắn rằng bản thân mình thuộc nghĩa và nắm vững trọng âm của tất cả từ vựng ở phần cuối sách giáo khoa trước khi mà lên mạng tìm thêm từ cùng chủ đề nhé. Và nắm vững tất cả các cấu trúc cơ bản, nếu không nhớ thì hãy xem lại clip này của mình. Cuối cùng là với môn toán thì mỗi ngày chỉ nên làm một đề, sau khi làm xong thì các bạn hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ tất cả các lỗi sai. Nếu chưa nắm chắc 7-8 điều trong tay thì đừng phí thời gian ôn bài điểm 9-10. Học thêm cả tiếp Casio nhưng đừng quá phụ thuộc vào nó nhé. Các bạn nên học một khóa kiểu như mình đang học này, chúng mình sẽ chủ động kiến thức. Tuyệt đối đừng đợi tới tháng cuối rồi lao theo bài khóa cấp tốc nha. 204 cần làm gì trong giai đoạn tổng ôn và luyện đề này? Năm trước, đây chắc là đợt thi thử đầu tiên của chị, điểm toán của chị thấp nhất lớp, khoảng tầm 5-6 điểm. Và lúc đó, chị ý thức được rằng học thế này không đậu được vào các trường tốt, nên chị đã quyết định tự vạch ra cho mình một lộ trình mới toanh và không chạy theo tiến độ trên lớp nữa. Lời khuyên của chị đó là các em đừng nhìn vào các bạn khác rồi chạy theo họ, hãy chọn những thứ thực sự hiệu quả với bản thân. Nếu như các bạn khác tối ngày chạy theo các lớp học thêm, thì chị quyết định tự học tại nhà, một phần là để tiết kiệm cho bố mẹ, một phần là chị thấy học online ít mệt mỏi hơn. Nếu như các em có theo dõi hồi ôn thi của chị, hồi đấy chị học khóa của Vui Học trên Meet, học không giới hạn bởi vì mình sẽ được chọn bất kỳ lớp học nào mà mình muốn, không giới hạn số lớp học, nhiều lịch học khác nhau cho tất cả các ngày trong tuần, được học cả 5 môn toán lý hóa sinh Anh, học phí thấp, đa dạng nhiều lớp. Nếu như các em đăng ký khóa học trước Tết sẽ được tặng bộ sách 9 quyển, và tại Vui Học luôn cho học sinh học thử để trải nghiệm trước, chị sẽ để link học thử miễn phí ở phần bio nhé. 4 khung giờ học đảm bảo siêu thuộc bài. Em mang đến yên bình, rồi còn anh xuống nơi vực sâu, cùng yêu nhau, xem nhau là một tương lai mãi sau. 9,8 điểm toán thi Trung học phổ thông quốc gia 3 tháng cuối chị đã học như thế nào? Đây là kết quả thi của chị năm ngoái. 2K4 có thể thấy điểm toán là nổi bật nhất và nhờ có số điểm này mà chị đã đốt được nguyện vọng một mơ ước là Đại học Kinh tế Quốc dân. Hôm nay chị sẽ chia sẻ lại cách học để 2K4 lấy 9, một cách dễ nhất trong 100 bài cuối cùng này nhé. 2K4 nên nhớ toán là một chuỗi kiến thức liên kết với nhau. Vì vậy hãy chắc chắn rằng mình đã nắm vững được toàn bộ nền tảng trước khi em bắt tay vào luyện đề. Nếu em không phải là một người ghi điểm giỏi hay hình thành thói quen ôn lại bài cũ, thông thường mỗi lần bắt đầu học chị sẽ chọn ngẫu nhiên một chuyên đề để làm. Cứ thế mỗi chuyên đề chị đều ôn không dưới 5-7 lần và từ đó ghi nhớ phương pháp cũng như các dạng bài một cách hết sức tự nhiên. Vì đề thi sẽ có độ phân hóa cao ở các câu cuối nên để đạt 9-10 thì cần tư duy và xử lý thật nhanh. Vì vậy 2K4 bắt buộc phải học thêm các công thức giải nhanh và các mẹo sử dụng máy tính. Trên mạng đã có rất nhiều tài liệu chia sẻ về phương pháp giải nhanh rồi, nhưng để ngắn gọn và hướng dẫn chi tiết về cách vận dụng thì chị nghĩ chỉ có cuốn sổ tay Casio này mới mang tới hiệu quả cao nhất trong 100 bài cuối cùng này đấy. Các kỹ thuật bấm máy trong đây giúp em có thể rút ngắn được 40% thời gian làm các câu thông hiểu, vận dụng cao, nên chị khuyên thật 2K4 muốn bứt phá trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì học ngay đi các em nhé. Năm ngoái chị tăng được 3-4 điểm cũng chỉ nhờ việc học bấm máy tính từ cuốn này đấy. Link sổ chị để dưới đây trên bio nha. 2K4 vào tham khảo ngay nhé. 4 điều bạn nhất định phải biết trước khi bước vào kỳ thi Trung học phổ thông. Đầu tiên, cân bằng giữa việc học và việc chơi. Mình nghĩ rằng hầu hết mọi người hối hận không phải vì kém cỏi mà chưa thực sự hết mình cho kỳ thi này. Hãy cố gắng hoàn thành hết bài tập trước khi tham gia các hoạt động khác để không cảm thấy bất an nhé. Thứ hai, khi ngồi vào bàn học, hãy tập trung 100%. Các bạn có thể bấm giờ học trên các app như Flipboard,
Mình cá là các bạn sẽ nhận ra là thời gian thực sự dành cho việc học của mình không nhiều đến vậy đâu. Thứ ba, hãy học chắc các kiến thức của năm lớp 11. Rất nhiều bạn học sinh vừa phải ôn kiến thức rất nặng của năm lớp 12, vừa phải học lại kiến thức. Nhưng nếu bạn đang học lớp 12 mà bị hỏng kiến thức thì phải làm sao? Hồi ôn thi thì mình đã học bộ sách cấp tốc 78 cộng tổng ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Nhiều bộ sách thì mình đã đỗ vào trường ngoại thương như mong muốn, dù nền ban đầu của mình khá kém. Sách sẽ tổng hợp lại tất cả các dạng sẽ thi trong kỳ thi trung học phổ thông với các dạng bài theo mục tiêu điểm số, đề bài và lời giải chi tiết. Cuối cùng, hãy học thông minh thay vì chăm chỉ. Các bạn không nên giải thật nhiều đề nhưng không chấm chữa kỹ càng. Hãy nhớ rằng chất lượng hơn số lượng. Khi mua các bộ sổ tay chinh phục 10 điểm theo khối, sách sẽ tặng bạn app miễn phí và bộ đề tài liệu theo từng bài để bạn ôn tập. Nếu các bạn quan tâm đến bộ sách, mình sẽ để link chính hãng ở phần tiểu sử nhé. Chúc mọi người học tốt. Sang ngày thi mà vẫn chưa học được chữ nào thì phải làm sao? Bạn có khi nào không đủ thời gian ôn tập, không biết trọng tâm bài học là gì, mỗi lần dở cuốn sách dày cộm là thấy chán nản chưa? Mình tin chắc rằng bộ sách này là dành cho bạn, hãy cùng tham khảo nhé. Đầu tiên là sổ tay tổng hợp kiến thức 5 môn toán lý hóa sinh Anh lớp 12. Học online sẽ khiến bạn quên và hỏng kiến thức hay nắm chưa vững. Thay vì lật dở hết cuốn này đến cuốn khác, ở đây sách sẽ hướng đến vấn đề trọng tâm cho mình luôn. Cuốn sách thứ hai đấy là tổng hợp kiến thức toán lý hóa dành cho dân khối A. Trong sách thì có phương pháp bấm máy cho những câu chống Casio, đặc biệt là có phương pháp bấm máy Casio cho cả môn vật lý, tổng hợp các công thức của lớp 11 và lớp 12 trong 3 môn. Cuối cùng là cuốn sổ tay 3 môn xã hội trình bày theo sơ đồ bảng, bám sát chương trình sách giáo khoa và đại học, lách ý chính, ôn đúng trọng tâm, không lan man, không phải học thuộc quá nhiều. Từ giờ đi thi bạn chỉ cần ôn tập lại như thế này là đạt 9-10 rồi. Mình sẽ để link những cuốn sách này ở phần mô tả nhé. Luyện đề sớm mãi không tiến bộ, luôn điểm thấp vì sao? Hai cái từ chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này, đó là cảm giác bản thân đã rất cố gắng ôn luyện đề sớm nhưng kết quả thì mãi lẹt đẹt 6-7 điểm vì kiến thức cơ bản mình còn chưa nắm chắc đã đi luyện đề. Trong khi luyện đề, bạn bè, người thì có mẹo giải nhanh, người thì có cách ghi nhớ kiến thức, nhìn lại mình thì vẫn đang loay hoay đến điểm 7 còn chưa đạt được, thì video này thật sự sẽ là một chia sẻ hữu ích dành riêng cho các bạn. Đôi khi cái khó khăn lớn nhất không phải là bạn thiếu sự chăm chỉ mà bạn dùng sự chăm chỉ sai hướng. Luyện đề đạt điểm cao và đỗ đại học thì chăm chỉ thôi là chưa đủ. Bạn phải nắm chắc kiến thức nền tảng, có phương pháp ghi nhớ và nắm trong tay bộ mẹo giải nhanh với mọi môn học. Và mình biết lớp học này sẽ giúp bạn không chỉ đạt điểm cao khi luyện đề mà còn tự tin đỗ đại học mình mơ ước trường tốt. Được tổng hợp toàn bộ kiến thức trọng tâm thi đại học và luyện đề trực tiếp cùng thầy cô, tương tác hai chiều, khó đầu hỏi đấy trong suốt quá trình ôn luyện. Song song với đó, bạn sẽ được thầy cô cung cấp chọn bộ mẹo giải nhanh, phương pháp nhận diện đáp án đúng để hoàn thiện kỹ năng thi tốt nhất. Mình đã theo học và đỗ đại học với mức điểm 28,5 khối A. Các bạn tìm hiểu luôn nha, mình có gắn link ở bên dưới rồi đó. Về đích 3 tháng cuối, đỗ cấp 3 và chính thức ôn thi hiệu quả. Đầu tiên, từ 7:15 đến 10 giờ, hãy dành thời gian lúc sáng sớm để học lại lý thuyết, nhào lại những kiến thức đã học để nhớ kỹ hơn. Khoa học đã chứng minh rằng buổi sáng là thời điểm bộ não của con người có khả năng ghi nhớ tốt nhất. Nghỉ giải lao một chút rồi hãy đi sâu vào các phần kiến thức chi tiết hơn như là học phân tích nhân vật, phân tích từng giai đoạn trong các tác phẩm. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16:30 có thể đọc thêm sách tham khảo để bồi dưỡng thêm kiến thức, nắm rõ hơn từng dạng bài và lấp lỗ hổng kiến thức bằng cách đọc sách sẽ cực kỳ hiệu quả luôn. Buổi tối có thời gian rảnh từ 20 giờ đến 22 giờ, mở ngay app học tập làm thử bài để luyện chơi xem mình còn yếu ở đâu, cần bổ sung thêm phần kiến thức nào, vừa tiếp thu được thêm nhiều điều mới, vừa có thêm kinh nghiệm làm đề thi thì còn gì bằng. Nhưng hãy nhớ là phải cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi nữa nha. Sức khỏe là điều rất quan trọng mà 2K7 cần có để chiến đấu trong 3 tháng cuối cùng. Chúc 2K7 có thời gian ôn luyện thật hiệu quả và thành công nhé. Các bạn có thắc mắc là tại sao mình luyện đề mãi mà vẫn không tăng điểm không? Khi mà mình kèm đếm gái mình luyện đề thì mình phát hiện ra có một lỗi tưởng như rất đơn giản nhưng mà lại rất nhiều sĩ tử mắc phải. Đó là làm sai nhiều lần cùng một dạng bài. Đầu tiên, làm xong một đề thì các bạn hãy chia các câu ra làm 4 loại. Loại 1 là các câu đọc đề có thể làm đúng ngay. Loại 2, các câu làm đúng phải mất nhiều thời gian để nhớ lại công thức hay là cách giải. Loại 3, các câu làm sai do tạm thời quên công thức hoặc cách làm. Và loại 4, các câu làm sai do khoanh bừa vì không hiểu gì. Để khắc phục thì rất đơn giản. Loại 1 thì chỉ cần bỏ qua vì chúng ta đã làm tốt rồi. Loại 2 thì chúng ta sẽ liệt kê ra đó là kiến thức của những phần nào và dành ra 15 phút mỗi ngày để đọc lại và làm lại những bài đó cho đến khi nhìn đề là nghĩ ngay ra cách làm. Loại 3 thì hãy dành tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Các bạn học lại và làm lại như dạng 2. Phần nào hay quên thì hãy dán giấy nốt xung quanh bàn học từ khi nào nằm lòng thì thôi. Loại 4 là dạng mà lấy 8 đến 10 điểm thì thường khó và phức tạp, đòi hỏi tư duy kết hợp chứ không phải chỉ thuộc công thức là có thể làm được. Vì vậy các bạn nên có thầy cô hướng dẫn thì sẽ tốt và nhanh hơn rất nhiều. Ví dụ như đứa em mình thì đang học ở đây nha. Sau 2 tuần thì em mình đã tăng được thêm 2,5 điểm và giúp thời gian làm bài nhanh hơn trước rất nhiều. Nó đăng ký khóa học online nên các câu loại 2 và loại 3 nó vừa ôn vừa tranh thủ hỏi thầy cô phương pháp giải nhanh và bấm máy luôn. Các bạn đừng bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ bỏ một câu nào trong đề, vì khi tuyển sinh ý, các trường đại học sẽ ganh nhau từng 0,1 điểm đấy. Nếu mà bạn đang đâm đầu với luyện đề mà không có phương hướng ý, thì thử ngay cách vừa rồi nhé. 4 chiến thuật làm bài thi toán trong 90 phút đạt 9 điểm, 2K7 tham khảo nhé. 1. Chiến thuật dễ làm khó bỏ. Các câu hỏi thuộc 3 mức độ. Mức 1. Các câu dễ, có thể làm ngay mà không cần nhắc hoặc chỉ nhắc nhẹ nhàng thẳng vào đề để tiết kiệm thời gian.
Mức 2, các câu trung bình cần phải nhát, các câu này chiếm chủ yếu trong đề nên 2K7 không được vội vàng, cần làm một cách tuần tự và chắc chắn. Mức 3, các câu khó, khi đọc đề có thể chưa tìm được ngay phương pháp làm bài, các em cứ đánh dấu vào để xử lý sau cùng. 2, các chân từ khóa và kiểm tra. 2K7 nên chú ý các chân từ chìa khóa trong đề và kiểm tra đáp số. Ngay khi đọc đề bài, các em luôn cầm bút và đánh dấu vào các từ, các ý quan trọng, thậm chí có thể ghi các lưu ý vào bên cạnh, ví dụ như ghi điều kiện xác định, ghi các phương pháp, các ý tưởng. 3. Chiến thuật tư duy ngược. Với những bài toán ở mức 2, mức 3, 2K7 có thể chưa tìm được ngay phương pháp giải quyết. Khi đó, phương pháp phân tích và tư duy ngược rất có tác dụng. 4. Chiến thuật phân bổ thời gian. Thời gian luôn là yếu tố quan trọng đối với mỗi bài thi, vì thế 2K7 nhất định phải mang đồng hồ khi đi thi. Nên đeo loại đồng hồ có kim, các em sẽ dễ ước lượng thời gian hơn loại điện tử nhấp nháy. 2K7 cần tránh tình trạng đầu tư quá mức vào một câu nào đó, như thế sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm các câu khác. Chúc 2K7 sẽ tìm được chiến thuật làm bài cho riêng mình. Bí quyết giúp mình đạt 26 điểm thi đại học. Có thể là mức điểm này không quá cao nhưng may mắn là mình vẫn đậu được trường mình muốn. Đầu tiên phải có file kiến thức tổng hợp. Mấy bạn vào Google search giúp mình công thức này: tên môn học, lớp, cộng file size, PDF. Google sẽ cho ra một file kiến thức tổng hợp về môn học. Thứ hai là từ file kiến thức tổng hợp, chúng ta sẽ vẽ sơ đồ tư duy. Bạn có thể vẽ ra giấy, vở hoặc trên trang web. Một lần ghi là một lần nhớ. Khi vẽ sơ đồ tư duy, bạn sẽ biết là cái phần đó gồm những mục nhỏ nào. Chúng ta sẽ không bị sót kiến thức, việc khoanh trắc nghiệm cũng sẽ dễ dàng hơn. Thứ ba là tích cực giải đề thi thử. Giải đến đâu ghi công thức tới đó. Ghi công thức ngay bên cạnh câu hỏi. Ghi nhiều lần sẽ nhớ nhiều lần và tăng độ nhạy khi giải đề thi. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp được các bạn. Bạn cần gì đó có đây. Đây là bí kíp mà mình tích lũy được sau suốt 6 năm học sinh. Lớp 12, mình đã nhảy từ lớp sinh cơ bản lên lớp nâng cao chỉ trong 2 tháng. Bí kíp thật ra chỉ có một, đó là học cật lực, nhưng phải đúng phương pháp. Kiến thức sinh vốn rất rộng nhưng lại liên kết cực kỳ logic với nhau, nên chỉ cần nắm được điểm mắt xích thì học lý thuyết sẽ cực nhàn. Nhờ được cô chỉ cho những điểm này nên chỉ trong 2 tháng mình đã nhảy từ lớp cơ bản 7-8 điểm lên lớp nâng cao 9+. Lên 9+ thì bài tập sẽ là phần trọng tâm để ăn điểm. Bài tập quy luật di truyền mình vốn rất mơ hồ nhưng giờ đã vững khoảng 90% rồi. Cô mình chỉ dạy 2 lớp là cơ bản và nâng cao, được cái là học hoàn toàn qua Google Meet nên ai cũng theo được. Những bạn mà mục tiêu 9+ thì nhất định phải nghe cô giảng thử một lần. Cô có cho học thử miễn phí nên mọi người cứ tự nhiên đăng ký ở link nhé.